Cảm ơn quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình tin tức địa phương và ngay sau đây sẽ là những bản tin đến từ thành phố Philadelphia. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiepyen.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron. Mở đầu phần tin đến từ Philadelphia, bản tin cho biết rằng có hai thiếu niên bị bắn gần nơi tưởng niệm cảnh sát Figaro. Chánh thanh tra cảnh sát Philadelphia ông Scott Small cho biết rằng gia đình của cố cảnh sát Christopher Figaro được hộ tống ra khỏi nơi tưởng niệm khi hai thiếu niên bị bắn cách khu vực này vài dãy nhà. Nạn nhân này là một cô gái chỉ mới 13 tuổi và một thanh niên 17 tuổi được đưa vào bệnh viện trường đại học Temple điều trị. Hiện nay tình trạng sức khỏe của cô gái đã ổn định, thế nhưng nạn nhân 17 tuổi thì vẫn đang ở trong tình trạng nguy hiểm vì vết thương quá nghiêm trọng. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút chiều ngày thứ ba 21 tháng 2 gần đường Uber và đại lộ Montgomery ở miền bắc Philadelphia. Nhà chức trách cũng đã tìm thấy 7 vỏ đạn được bắn ra từ một vũ khí bán tự động. Khu vực này rất gần với nơi mà Christopher Figaro là nhân viên thuộc sở cảnh sát của trường đại học Temple bị bắn tử vong trong ngày 18 tháng 2. Theo đoạn video giám sát an ninh ghi lại cảnh tượng hãi hùng xảy ra khi tiếng súng vang lên. Một người đàn ông ngồi trên hàng ghế hành khách của một chiếc xe màu xám đi về phía đông của đại lộ Montgomery đã nổ súng. Cả hai nghi can ngồi trong xe đều mặc quần áo màu tối, đeo khẩu trang che mặt. Súng nổ trong lúc gia đình của Figaro đang có mặt tại nơi tưởng niệm. Cảnh sát không biết hai thiếu niên nói trên có phải là mục tiêu của kẻ nổ súng hay không. Nhóm ký giả của đài truyền hình địa phương cho biết rằng từ đầu năm học 2023 đã có tới 112 học sinh từ 5 tới 18 tuổi bị bắn tại thành phố Philadelphia. Trong số những nạn nhân nói trên có 14 em không may đã qua đời. Sang qua bản tin cho biết rằng Hiệp hội TUSA bỏ phiếu bác bỏ thỏa thuận mới của trường đại học Temple. Hiệp hội sinh viên tốt nghiệp trường đại học Temple, còn gọi ngắn gọn là Hiệp hội TUSA, thông báo rằng trong ngày thứ ba 21 tháng 2, liên đoàn sinh viên tốt nghiệp bỏ phiếu với tỷ số 93%, bác bỏ một thỏa thuận do trường đại học dự tính ban hành. Theo công đoàn nhà trường thông báo với ban điều hành của trường đại học về kết quả nói trên, đồng thời đề nghị tiếp tục thảo luận để có thể sớm đạt được sự thương lượng vào sáng thứ tư 22 tháng 2. Trong thời gian này, họ vẫn tiếp tục đình công cho đến khi thỏa thuận mới được thực hiện theo đúng yêu cầu của họ. Được biết, thỏa thuận mới bao gồm việc gia tăng mức lương tối thiểu nhưng không có bảo hiểm y tế cho những người phụ thuộc. Theo cô Amanda Whitehead, thành viên của hiệp hội này đồng thời cũng là giảng viên kỳ cựu của phân khoa khiêu vũ cho biết rằng mặc dù trường đại học đề nghị khôi phục những lợi ích mà họ đã cắt giảm, thế nhưng điều khoản ghi trong hợp đồng mới vẫn không đáp ứng với nhu cầu căn bản của các giảng viên. Hiệp hội TUSA đàm phán với chính quyền trong hơn 2 tuần để có mức lương cao hơn, phúc lợi tốt hơn và điều kiện làm việc được cải thiện nhiều hơn. Tiếp đoạn bản tin của chúng tôi cho biết rằng nghi can Maya Pfeiffer sát hại cố cảnh sát Figaro. Nghi can Maya Pfeiffer đã bị cáo buộc tội danh sát hại cố cảnh sát Christopher Figaro, hiện nay đang bị giam giữ tại sở cải huấn Current Farm Hold, Philadelphia và không được bảo lãnh. Hồ sơ tại tòa án cho biết rằng khi nhận thông báo về vụ cướp xảy ra gần đường số 17 và đại lộ West Montgomery vào khoảng 7 giờ tối của ngày 18 tháng 2, cố cảnh sát Figaro đã gặp nghi can này và đã bị nghi can này nổ súng bắn nhiều lần ngay cả khi anh ta đã gục ngã dưới đất. Nghi can này cũng bị cáo buộc tội danh cướp vũ khí của cảnh sát nhưng không thành công. Người này đã ăn cướp một chiếc xe hơi. Và theo đoạn video giám sát cũng đã giúp cho các nhà chức trách theo dõi hành trình của anh ta. Chiếc xe ăn cắp được tìm thấy ở phía bắc đường số 30 và đại lộ Sackley. Nghi can đã đi bộ gần 1 giờ đồng hồ đến trang trại của gia đình ở thị trấn Buckingham và đã bị bắt tại đây vào lúc 7 giờ sáng của ngày 20 tháng 2. Nghi can khai với các nhà điều tra rằng anh ta đã nấu chảy khẩu súng dùng để bắn Figaro. Trước đó khi còn là thiếu niên thì nghi can này cũng đã từng vi phạm pháp luật tại quận Bucks. Anh ta bị bắt và bị cáo buộc tội danh đe dọa khủng bố có liên quan tới vụ đánh bom tại trường trung học Central Bucks South vào năm 2021. Văn phòng công tố viên địa phương không khẳng định và cũng không bình luận về bản tin này. Học khu Central Bucks thông báo, người này là học sinh của họ đến tháng 9 của năm 2021 và đây có thể là năm học đầu tiên tại trường trung học của nghi can. Sau đó nghi can này chuyển đến học khu nào thì không ai biết.
Mẹ của nghi can thì sống tại một trang trại thuộc quận Bucks, trong khi cha của người này thì lại cư ngụ tại khu chung cư trên đại lộ Ridge thuộc Strawberry Mansion. Điều này có thể giải thích vì sao mà nghi can này hay đến Philadelphia. Phiên tòa sơ bộ xét xử sẽ được tổ chức vào ngày 7 tây tháng 3. Sáng qua bản tin của chúng tôi cho biết rằng trường đại học Villanova tổ chức chiến dịch hiến tủy xương Be the March. Tính đến nay đã 10 năm kể từ khi thông tín viên Robin Roberts trở lại với chương trình có tên là Good Morning America sau khi anh hoàn toàn bình phục nhờ giải phẫu cái ghép tủy xương thành công. Đài truyền hình địa phương đã chúc mừng sự kiện này bằng những thông tin nâng cao nhận thức của công chúng về việc ghi danh hiến tặng tủy xương với chương trình có tên gọi là Be the March. Chiến dịch này được mệnh danh là One March, Second Chance, có mục đích là tìm kiếm những người phù hợp với các bệnh nhân đang chờ có tủy xương thích hợp. Theo đó, trong ngày thứ ba 21 tháng 2, thì thông tín viên Alicia Vitarelli của đài truyền hình địa phương đã trực tiếp phát sóng trong khuôn viên của trường đại học Villanova cùng với nhóm Good Morning America trong nỗ lực tìm người hiến tặng theo chiến dịch ghi danh có tên Tham gia trò chơi. Theo đó, những người hiến tặng lý tưởng được cho là ở độ tuổi từ 18 cho đến 40 tuổi. Sang qua bản tin của chúng tôi cho biết rằng mua ổ gà trên đường phố tại thung lũng Delaware. Một trong số những lợi ích phụ khi tuyết không rơi tại Philadelphia trong thời điểm này đó là cơ hội tốt đẹp giúp cho đội ngũ công nhân có thể sửa chữa cầu đường và sử dụng chất độn nhựa đường nóng vĩnh viễn thay vì phải sử dụng chất liệu tạm thời sửa chữa đường sá hư hỏng trong mùa đông như là họ vẫn thường làm cho đến khi thời tiết thay đổi tốt đẹp hơn. Theo ông Robin Briggs, phát ngôn viên của Bộ Giao thông Vận tải tiểu bang Pennsylvania cho biết rằng sẽ không có vấn đề gì nếu tuyết vẫn rơi. Tuy nhiên, việc sửa chữa cầu đường có liên quan tới nhiệt độ nhiều hơn vì hiện tại trời thì vẫn có mưa. Và khi mưa rơi đóng thành băng chính là lúc tạo ra những lỗ hổng bên dưới mặt đất trên lề đường. Trong khi đó, thì bản tường trình của một nhóm ký giả đến từ đài truyền hình địa phương cho thấy thành phố Philadelphia nhận được 281 yêu cầu sửa chữa ổ gà và đường phố vào tháng 12 của năm 2022. Đến tháng Giêng năm nay thì con số này tăng đến gấp 3 lần, lên đến hơn 820 hồ sơ tường trình. Ông Steph Lawrence là kỹ sư trưởng phụ trách đường xa lộ của tiểu bang Pennsylvania cho biết rằng yêu cầu sửa chữa nhiều hơn mức trung bình. Mặc dù thời tiết không quá lạnh về đêm, nhưng vẫn còn nhiều nơi đóng băng hay là có tình trạng băng tan. Các quan chức thành phố và Bộ Giao thông Vận tải tiểu bang cũng cho biết rằng người dân đừng ngại tường trình về bất kỳ ổ gà nào mà họ gặp trên xa lộ hay là trên đường phố. Họ luôn sẵn sàng đón nhận những cuộc điện thoại thông báo về những địa điểm có ổ gà.